Mời quý vị và các bạn đến với tạp chí thể thao và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với chủ đề tổng quan về môn võ Karate Do và những tác dụng đối với sức khỏe. Trong chương trình, huấn luyện viên Đào Văn Tùng, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hưng Yên chia sẻ về nguồn gốc và những tác dụng của môn võ Karate Do đối với sức khỏe người tập. Huấn luyện viên cũng sẽ hướng dẫn tập một số bài tập căn bản của bộ môn này. Cuối chương trình, trong một câu chuyện thể thao là phóng sự phản ánh về phong trào tập Karate Do trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào tập luyện bộ môn võ Karate Do phát triển mạnh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Vậy Karate Do có nguồn gốc từ đâu và du nhập vào Việt Nam từ bao giờ, cũng như những tác dụng của bộ môn này đối với sức khỏe, nhất là đối với độ tuổi thanh thiếu niên, sẽ là vấn đề được huấn luyện viên Đào Văn Tùng, phụ trách bộ môn Karate Do của Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hưng Yên chia sẻ ngay sau đây. Nguồn gốc của môn karate thì có xuất xứ từ Nhật Bản và đã được du nhập vào Việt Nam. Thế thì môn karate là một trong những môn võ thuật sử dụng tay không. Thì cái ý nghĩa của cái môn karate đó là dùng bằng tay không là chủ yếu. Hiện nay thì môn karate do trên thế giới có hơn 100 hệ phái, và ở Việt Nam của chúng ta thì chủ đạo là môn karate sử dụng hệ phái Shotokan, dùng trong các cái trường học. Ngoài ra thì có những hệ phái khác như là Sudocho, Waro. Trong karate thì hiện nay có các nội dung chính, đó là Kihon gọi là kỹ thuật căn bản. Thứ hai đó là quyền pháp gọi là Kata. Và phần thứ ba đó là phần Kumite, đó là đối kháng. Môn karate thì đem lại cho tất cả những người tập, thứ nhất là về sức khỏe, tinh thần và ý chí, nghị lực, phát triển kỹ năng về tay, về chân và phát triển tầm vóc. Môn karate là một trong những môn rất là khoa học và tự vệ chủ yếu bằng tay không và trực tiếp khi hai người đối kháng với nhau. Khi thực hiện các đòn đánh thì phải khống chế, là một trong những môn thể thao là không mang tính chất sát thương cao. Người mới tập karate thì yêu cầu là phải tập từ những kỹ thuật căn bản và chú ý lắng nghe những cái gì huấn luyện viên hướng dẫn, và tuyệt đối là không học theo những cái kỹ thuật không đúng, chính xác về nguồn gốc, thì tránh những tình trạng là sẽ tập sai. Đối với các em lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở thì khối lượng thì chúng ta tập khoảng 1:30 đối với những người mới. Thế thì sau khi mà tập khoảng 2-3 năm thì chúng ta có thể tập khoảng 2 tiếng. Tiếp theo chương trình, huấn luyện viên Đào Văn Tùng sẽ hướng dẫn khởi động và một số kỹ thuật căn bản của môn võ Karate Do. Buổi tập hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn khán giả truyền hình kỹ thuật căn bản. Đầu tiên, kỹ thuật nắm đấm, mở rộng. Chúng ta bắt đầu khép từng ngón tay một vào. 1, 2, 3, 4. Sau đó chúng ta ép sát vào sườn. Từ trong tư thế thủ, tay phải đấm ra. 1, 2, 3, 4, 5. Khi đến 2/3 đoạn đường, chúng ta sẽ xoáy nắm đấm và úp tay lại. 1, 2, 3, 4, 5. Và từ đây chúng ta sẽ thực hiện một nhịp. 1, 2, 3, 4, 5. Kỹ thuật số 2, kỹ thuật AGK. Tư thế thủ, tay phải thủ vào trong lòng. Đưa từ từ lên trên và đỡ lên trên, sao cho chán cách cổ tay 15 cm và mắt chúng ta hướng lên. Tiếp theo, 1, 2, 3, 4, 5. Tiếp theo, 1, 2, 3, 4, 5. Và đây chúng ta sẽ thực hiện nhanh mạnh. 1, 2, 3, 4, 5. Kỹ thuật tiếp theo đó là Shotokan. Tư thế chuẩn bị, thủ tay cách tai một nắm đấm, tay phải thủ lên, đánh từ bên ngoài vào bên trong. 1, 2, 3, 4, 5. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện nhanh mạnh. 1, 2, 3, 4, 5.
Bây giờ chúng ta sẽ học kỹ thuật ư chư kê. Kỹ thuật ư chư kê, tay thủ vào trong tư thế thủ. 2 đỡ ra. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Làm sao cho nắm đấm bằng bả vai của chúng ta và vuông góc. Tiếp tục chậm nhẹ. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sau đây chúng ta sẽ thực hiện nhanh mạnh. 1, 2, 3, 4. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho chúng ta kỹ thuật đá tống trước. Kỹ thuật số 1, rút gối. Kỹ thuật số 2, đá ra. Kỹ thuật số 3, thu về. Chuẩn bị. Nhanh mạnh. 1, 2, 3, 4, 5. Và một kỹ thuật tiếp theo, đó là kỹ thuật Mawashi. Mawashi là kỹ thuật đá vòng cầu, gồm các kỹ thuật sau. 1, chúng ta rút gối. 1, rút gối. 1, rút gối. 2, xoay chân trụ. 3, đá ra. 4, hạ xuống. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, làm đi. Như vừa rồi là chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn 4 kỹ thuật căn bản gạt và 2 đòn đá căn bản của môn karate. Thưa quý vị, môn võ karate do đang được đông đảo thiếu nhi và thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Khoái Châu theo học và tập luyện thường xuyên để rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất. Phóng sự sau đây sẽ phản ánh không khí tập luyện tại các câu lạc bộ karate do thuộc võ đường Tùng Nguyên, huyện Khoái Châu. Đều đặn một tuần 2 buổi, sau giờ học buổi chiều, nhiều thanh thiếu niên trong huyện Khoái Châu và các huyện lân cận lại tập trung về nhà tập của võ đường Tùng Nguyên ở xã Dân Tiến do võ sư Nguyễn Thanh Tùng làm chủ nhiệm để tập võ karate do. Đa số các võ sinh tại đây tập môn võ này từ bé và duy trì theo học tập luyện karate do đến bây giờ. Có em đã tập được hơn 10 năm và karate do đã trở thành một niềm đam mê. Bắt đầu từ nhỏ em được nhà trường thông báo tuyển sinh như là em thấy võ đường mình có tổ chức câu lạc bộ võ trong trường tiểu học thì em tham gia vào câu lạc bộ võ của trường tiểu học. Từ đó thì theo như năm tháng thầy có dạy thì còn với niềm đam mê của em thì cho đến tận bây giờ thì em theo võ được 12 năm. Tại câu lạc bộ karate do, các võ sinh không những được huấn luyện viên hướng dẫn dạy các kỹ thuật căn bản, các bài quyền để tự vệ, rèn luyện thân thể mà còn là nơi tu dưỡng đạo đức, rèn luyện đức tính kiên trì, bền bỉ. Nhiều em tập karate do thường xuyên đã thấy sức khỏe của bản thân mình được cải thiện rõ rệt. Trước lúc chưa học võ thì em thường rất hay bị ốm và từ khi học võ thì thể lực em đã tốt hơn và ít ốm hơn ạ. Lịch tập của em là từ 5 giờ 15 đến 6 giờ 45 thứ 3 và thứ 7 hàng tuần ạ. Ngoài ra em còn dậy sớm tập vào buổi sáng 30 phút ạ. Từ năm 2004, võ đường Tùng Nguyên bắt đầu mở các lớp karate do, góp phần đưa môn võ thuật này đến đông đảo các học sinh, các cấp. Qua đó gây dựng phong trào, làm cho karate do ngày càng phát triển, thu hút đông đảo các em thiếu nhi, thiếu niên theo tập. Hiện nay võ đường đang duy trì 15 câu lạc bộ karate do ở trong và ngoài huyện Khoái Châu. Trung bình mỗi câu lạc bộ có 40 võ sinh, độ tuổi từ 6 đến 22 tuổi. Các câu lạc bộ này duy trì tập luyện quanh năm, đáp ứng nhu cầu tập võ để tự vệ và rèn luyện sức khỏe. Thầy và trò võ đường Tùng Nguyên luôn luôn coi võ đường là một trường học và để định hướng cho các con là một nơi tu luyện, rèn luyện ý chí, nghị lực bản thân, nâng cao sức khỏe cũng như kỹ năng tự vệ cho bản thân sau này. Đối với người tập bộ môn karate do khi trưởng thành thì có thể mất từ 3 năm, 5 năm, 10 năm, thậm chí cả một cuộc đời theo võ và cũng là để trưởng thành và phát triển lên cùng võ thuật. Có thể nói karate do là một trong những môn thể thao đang có sự phát triển sâu rộng từ thể thao phong trào đến thể thao thành tích cao. Các câu lạc bộ karate do duy trì hoạt động thường xuyên, góp phần tạo các sân chơi lành mạnh tại địa phương, đồng thời giúp các em học sinh phát triển toàn diện về mặt thể chất và tinh thần để phục vụ tốt việc học tập. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại tạp chí thể thao và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị khán giả đã chú ý theo dõi.